Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm, Thánh Cô Tiên Cô Tổ Cô Từ Bi Thương Độ Che Chở. Thanh đồng chào quý vị đến với Vấn Đáp Tâm Linh ngày hôm nay. Cái cô tên là Nguyễn Phan Liên hay là Phan Nguyễn Liên, cô hỏi như thế này nè quý vị. Thanh đồng ơi, sao tôi ôm bàn thờ gia tiên tới 50 tuổi rồi, không ra khỏi nhà để quen biết ai, xin cho hỏi là giải bằng cách nào? Khi mà cô comment cái câu này thì làm cho Thanh Đồng hiểu trong cái tâm của cô nghĩ rằng là gia tiên của cô không có cho cô quen ghệ, nên mối lương duyên giữa bề đời. Cô nghĩ là cô có một cái phần căn trong củ quyền không có muốn cho cô có được tình duyên. Thật ra ngày trước á, các cái người thầy bà khác á, cắt nghĩa cho cô nghe rồi cô hiểu nhầm. Thực ra nếu như mà củ quyền hay là phần chánh căn linh căn trong điện củ quyền ra mà theo độ bên sát cô, và cô có cái duyên căn với củ quyền á, người ta chỉ ngăn cản những cái xấu đến với cô thôi. Người ta cũng hy sinh rất là nhiều phước duyên. Tại vì những người xấu đến với cô, bước vào cuộc đời cô sẽ làm cho cô khổ, cho nên là buộc lòng họ phải đoạn lìa duyên, đoạn lìa cái duyên khổ đó dùm cho cô. Và cô không cần phải trả trong cái duyên của bề đời, người khổ vì người, mà cô phải trả vì cái cô liêu và phụng hành nhang khói tu tập sớm khuya dưới bệ thờ củ quyền. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái duyên, cái nợ, cái nghiệp, cái ân ái vợ chồng tạo tác với nhau giữa cô và một người khác. Không có. Không có. Nếu như mà nó có, củ quyền của cô giàu cho ngồi ngôi chánh bệ, ngự tới cả cung mây. Nếu như mà cô có đầu dây mối nhợ, nợ nần vợ chồng, không ai cắt được. Chỉ có nhân quả hai người tự vay tự trả. Xe gieo duyên sanh ra, rồi xài cho nó hết cái duyên rồi ly. Như một đám mây tình, đủ duyên rồi hợp. Gió thổi mây tan, hết duyên nó đi. Tại đó cái duyên, do cái duyên, do cái nợ của mình chưa có đủ là cái thứ nhất. Chứ không có phải là do phần của quyền phá. Còn cô hỏi là làm cách nào để mà khắc phục. Tức nghĩa là bây giờ cô tác ý tâm. Cô tác ý tâm, cô muốn mình có được một cái đoạn tình cảm, sự yêu thương trong đường cuộc sống. Thì cái này là cô cần phải gieo duyên giữa bệ đời. Cô phải đi ra đời, cô gặp người. Cô đừng có đổi thừa là của quyền không có cho cô đi. Thân xác của mình, trí tâm của mình. Còn nếu như cô nói củ quyền không cho cô đi, vô xác cô bắt cô ngồi dưới bàn thờ không cho cô đi, có nghĩa là gì? Cô mắc nợ củ quyền nhiều lắm. Cô mắc nợ củ quyền cả cuộc đời. Hoặc là ngày xưa cô từng nhận ơn của người ta, từng nhận cái gì cả cuộc đời, thành ra cả cuộc đời phải trả. Và Thanh Đồng khuyên cô trả nợ nhanh nhất á, thứ nhất á là sám hối. Cái thứ hai nữa đó là làm phước. Ngày ngày, sáng tối sớm khuya, như Thanh Đồng, như các phần căn khác, người ta lại một ngày 4 thời, sáng, trưa, chiều, tối, có khi có 5 thời nữa là khuya. Còn cô thì cô 2 thời thôi, sáng tối, rồi cô làm phước thêm, từ từ cái duyên, cái nợ mình nó hết. Nhưng mà tới 50 tuổi rồi, nắm ải duyên trần đời chi cho khổ, ái dục là luân hồi, là khổ đau. Nhưng mà không biết Thanh Đồng nói cô hiểu hay không. Nhưng mà cũng chúc cô sớm ý nguyện viên thành. Nam mô Phật. Đồng xin được phép trả lời câu hỏi tiếp theo của bạn Quỳnh Nguyễn hay là Quỳnh Nguyễn. Bị đau mỏi hai vai, dần dần tê xuống hai cánh tay, cảm giác nặng trĩu, rất mệt mỏi, đến nỗi lái xe vài phút đã mỏi nhừ vì tay tê rần rần, mở nắp chai không nổi luôn. Nam mô Phật. Cái này là cô đang bị người ta âm hành bám sát trong cái cơ thể, trong những cái cơ, cái mạch máu, cái tế bào của mình á, nó có những cái điện từ trường âm hàn, âm khí, nói thẳng ra là bị tổn thương do nhiều cái chập vô ra bằng đường âm và điện từ trường âm. Có thể kể tới là phần căn âm, phần linh căn, phần oan gia trái chủ theo cô lâu quá, người ta ôm cái xác lâu quá. Cái thứ hai nữa là trong thời quá khứ cô từng có xài bùa, xài ngải, xài những cái loại linh phù, xài những cái loại linh tà, hoặc là có xài một cái lá phép của một cái người thầy nào đó, vô tình nó làm tổn thương các cái cơ huyết mạch trong người của mình. Còn cái điều cuối cùng á là bị căn hành, nhưng mà căn hành là chỉ cần mình bước vào chùa, mình ngồi mình tụng kinh,
là cái thân mình lập tức nhẹ nhàng, những cái cơn nặng trĩu tê đau nhức nó sẽ rút giảm bớt. Thì cái đó là căn hành. Làm sao để phân biệt khi mà mình tê mỏi đau đớn và là của căn hành hay là của bùa ngải, của bị âm hàn, của bị âm hành? Nếu là căn hành thì đi vào trong chùa ngồi tụng kinh, nó sẽ rút cái cơn đau giảm từ từ, giảm tới thân nhẹ. Còn nếu như là bị tác dụng phụ của bùa ngải linh phù hoặc là những cái âm hàn thì mình đi vô mình tụng kinh mình rất là buồn ngủ và đau đớn không có hết. Cái cách trị thì Thanh Đồng khuyên cô như thế này: những ai đang rơi vào trường hợp ăn uống không được, ngủ không được, cơ thể đau nhức, rất là mệt mỏi, nặng trĩu người và thiếu dương khí, thì quý vị nhớ nha, ánh nắng đầu tiên trong ngày vừa ló dạng đó là ánh nắng giàu sức sống nhất, ánh nắng hồi tụ đủ tinh hoa nhật nguyệt nhất. Thì mình kiếm cái phẳng hay là một cái nơi nào đó mình lót cho nó cao, mình ngồi càng xa mặt đất càng tốt. Mình có thể ngồi trên gác, mình có thể ngồi trên sân thượng nếu như mà mình có điều kiện. Càng xa mặt đất càng tốt. Mình ngồi mình phơi nắng sớm, rồi mình thả lỏng người. Cái trước tiên là mình biết rõ hai cái chân và hai cái tay của mình, ngồi thẳng lưng ha. Rồi mình thả lỏng, mình biết rõ hai cái tay, hai cái chân. Mình thả lỏng toàn thân. Mình biết rõ thân của mình. Mình bắt đầu nhìn tới hơi thở. Hơi thở vào, nín lại 2 giây, đẩy hơi thở xuống dưới rốn, thở ra, hít vào, nín lại 2 giây, rồi thở ra. Quý vị nghe hơi thở liên tục trong vòng 15 đến 25 phút. Quý vị nghe được cái nhịp tim của mình đập, nghe được từng cái tế bào mạch máu trong người mình di chuyển là mình thành công. Cái quá trình này không phải là một ngày một bữa. Thường Thanh Đồng khuyên quý vị là liên tục trong 49 buổi sáng. Nhưng mà mình nên làm suốt đời. Cộng với lại là mình nên đi lại sám hối. Mình nên đi làm phước. Mình tạo nhiều phước duyên thì nó nhanh hết. Và dẫu cho ai rơi vào cái trường hợp nào, bị âm hành, bị căn hành hay là bị tác dụng phụ của bùa chú, thì mình cũng nên thực hiện để cho mình mạnh khỏe. Thân là gốc của tâm, thân suy tâm lung lai liền. Nam mô Phật. Bạn Trường Tồn này á, bạn có comment hỏi cái câu là bạn chưa có hiểu lắm gì cái câu phần căn đang còn chập chững giữa bề đời. Mong Thanh Đồng cắt nghĩa thêm. Phần căn đang còn chập chững giữa bề đời có nghĩa là đời trước ông bà của con á, kiến họ của con cũng có người, người ta cũng là thiện tri thức, nhưng mà người ta không đủ cái phước thiện để mà người ta sanh thẳng về thiên giới. Người ta cũng không có bị cái tội quá nặng để mà người ta đọa dưới diêm cung. Thì người ta ở lại lưng lửng trần gian, nhưng mà người ta cũng có nơi đi trốn về. Người ta cũng có cái phước và đồng thời người ta cũng chịu những cái cảnh khổ đau. Nhưng mà người ta cũng có cái duyên để đáo độ cháu con. Nhưng mà theo ai mà biết tu thì người ta độ nhiều. Còn ai không biết tu thì bị phạt. Cái câu phạt cắt nghĩa ra có nghĩa là thân hay bị đau, lung lai, say sẩm, tê, mỏi, lạnh, đặc biệt rất là lạnh về đêm. Còn độ có nghĩa là độ cho con gặp nhiều cơ may thạnh phát, cũng là hưng thịnh cho gia tộc của mình. Nhưng chập chững về bệ đời có nghĩa là đường âm người ta về đời, người ta đi theo con dẫn người ta về đời, người ta học đời. Người ta đi theo con, người ta học đời. Còn người ta nắm cái tâm con, hướng con về đạo để cho con học đạo. Đó có nghĩa là cái câu chập chững giữa bệ đời là con đang đi học, đang tìm hiểu đời như thế nào. Hồi xưa cái phần căn của Thanh Đồng á, về thì Thanh Đồng cũng có một cái phần linh căn, Thanh Đồng cũng có cái phần dương căn, chánh căn riêng của mình nữa. Nhưng mà phần linh căn hồi đó về á, quý vị, người ta không có biết trần gian nhiều như bây giờ đâu. Bây giờ là học chập chững, học bập bững, học từng nhiều cái, nhiều câu. Nhưng mà thường chánh căn, chánh gì mà người ta về á, Thanh Đồng nói ra quý vị đừng có giận. Bản thân Thanh Đồng cũng vậy. Đôi khi á, người ta dẫn mình về những cái cung cõi tâm linh, học những cái đẹp vui, những cái ánh sáng. Còn mình dẫn người ta về đời á, học toàn là những cái xấu, tanh hôi, chua chát không à. Bản thân Thanh Đồng cũng đã từng đi qua con đường đó và biết sám hối, không chê cười gì ai. Chúng ta sống trong bề đời cùng hoàn cảnh khổ như nhau, ai đủ bản lãnh để chê cười ai. Nhưng mà nói ra để cho mình biết, mình tránh. Thật ra đôi khi phần tâm linh người ta về, người ta cũng khổ tâm lắm. Cái xác dương trần của mình bướng quá, bướng tâm quá,
ít thiện duyên quá, nhiều oan gia quá, người ta kéo không có nổi. Đôi khi khi mình ngồi mình tu, cái thân mình ngứa là do cái phần thiện và cái phần ác đang đấu tranh trong con người của mình. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cô Ruby Lovely from Việt Nam, cô này có comment một cái câu là: cô ơi, cô có thể nói thêm thông tin về đạo cao đài và hình thờ con mắt, còn gọi là thiên nhãn được không? Thực ra thì từ trước cho tới bây giờ đó, Thanh Đồng luôn nói với mọi người rằng là Thanh Đồng không có thuộc bất kỳ một cái giáo hội nào cả, kể cả giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn. Thanh Đồng không có thuộc giáo hội. Giáo hội có nghĩa là những người trong tôn giáo đó hợp lại với nhau và ra những cái điều luật, điều quy lệ của họ. Thanh Đồng không có thuộc họ. Thanh Đồng tu theo những cái chánh pháp Thanh Đồng biết của Đức Như Lai truyền dạy. Thanh Đồng tin có cha trời mẹ đất. Thanh Đồng tin có cửu huyền thất tổ ông bà tôn thân. Thanh Đồng cũng tin có các vị thần thổ thần sông. Ha. Nhưng mà Thanh Đồng không theo bất kỳ những cái giáo, những cái gì gọi là cái gì ta, nội quy của những con người hội nhóm với nhau thì Thanh Đồng không có theo. Nhưng bạn hỏi về hình tượng thiên nhãn trong đạo cao đài thì Thanh Đồng đố bạn và mọi người nha, mắt đó là mắt trái hay là mắt bên phải? Khi nào bố của quý vị có đáp án, quý vị nói cho Thanh Đồng nghe. Nhưng mà ở đây Thanh Đồng nói cho quý vị nghe, mắt đó là mắt trái. Con mắt nối liền với trái tim, ở bên hướng của trái tim. Thực ra thì Thanh Đồng tin có Đức Cha Trời, có Mẫu Mẹ Đất. Nhưng mà trên cung trời á, thì cũng có rất là nhiều những cái cung nhỏ, cũng có rất là nhiều những cái tầng trời khác nhau. Ví dụ như gần mình nhất là Đức Cha Trời Đế Thích. Còn cao cao xa, cao hơn nữa thì cũng có Đức Cha Trời Phạm Thiên. Nhưng mà thường quý vị thường nghe Thanh Đồng hay kêu, hay hát á, Thanh Đồng hay ca Mẫu Mẹ, hay là Thanh Đồng hay gọi là Đức Cha Trời, thì cái câu mà Thanh Đồng gọi thường đó là Đức Cha Trời Đế Thích. Còn cái từ Mẫu Mẹ thì Thanh Đồng hay gọi Mẹ Diêu Cung, Diêu Trì Kim Mẫu, hoặc là Mẹ Cửu Thiên Quyền Nữ, có khi lại gọi Mẹ Quan Âm. Cao hơn trên các cái tầng thượng hư vô sắc, và cao hơn nữa, cao trên cả vô sắc, cao trên cả sắc, cao trên cả sắc và cao trên cả vô sắc, thì Bồ Tát Quán Thế Âm không có phải là hình tướng nam và cũng chẳng phải hình tướng nữ. Nhưng ở đây là trần gian, về đời thì phải theo đời diệu dụng để có thể độ được đời. Thanh Đồng xin phép quý vị từ rất là lâu cho phép Thanh Đồng được gọi Bồ Tát Quán Thế Âm với cái danh từ là Mẫu Mẹ Quan Âm, chỉ gọi để cho phù hợp với cuộc đời thôi. Tại vì Bồ Tát Quán Thế Âm có một cái thệ nguyện, ai có duyên với trời, với rồng, với người, với thanh văn, duyên giác, với kể cả Atula, ngài đều ứng hiện quá thân tùy duyên mà quá độ. Đúng không? Nếu đã ứng hiện quá thân tùy duyên và quá độ, cần gì chấp danh? Đâu có chấp danh. Cái câu mà Thanh Đồng vừa nói trong cái ý này đây, nó dành cho những người hơi khá khá một chút. Còn các bạn mới, các bạn hơi bị loạn á. Nhưng mà các bạn cứ nhớ kỹ, mình cứ đi từ lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 mà đi dài lên, từ từ mình sẽ hiểu. Ví dụ như mới á, mình phải đi chiếc đò ngang sông, mình phải đi qua sông. Mình đi qua sông rồi mình mới đi đò về được, đúng không? Chứ mình chưa đi đò đi, làm sao mình có được đò về để mà mình đi? Còn nếu như mà mình nghĩ chiếc đò về thì thật ra nó chỉ mới là chiếc đò đi mà thôi, mà không chừng còn đi lạc. Và có bạn cũng có hỏi là hay bị đau tắc nghẹn một số nơi như vai, đau buốt hàm răng, nhất là chỗ răng khôn khi ăn, hay khó thở khi trời chuyển mưa. Nam mô Phật. Ta đồng nói bạn nghe, bạn đang bị những cái trường hợp là âm thịnh dương suy trong người là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái phổi của bạn yếu. Nhưng mà bạn kiểm tra lại coi, bạn bị sâu răng rồi đó. Có thể là bạn bị sâu răng. Khi mà bạn ăn á, thì những cái mảng bám, những cái thức ăn thừa nó vào trong đó thì làm cho bạn đau răng. Và đau răng thì những cái dây thần kinh trong răng nó sẽ dẫn cho bạn đau đầu. Đau đầu. Và một cái điều rất là quan trọng nữa, những cái người mà bị sâu răng á, và những cái người mà hay bị đau răng dẫn đến đau đầu, là khi thân nhiệt họ cao, khi họ ăn đồ nóng nhiều. Quý vị để ý đi. Và khi mà bạn đau như vậy á, bạn đau chỗ nào, bạn phát hiện ra cái chỗ sâu răng và cái chỗ đau của mình, bạn lấy nước đá lạnh bạn chườm. Bạn chườm tầm 5 đến 10 phút, từ từ nó hết đau, là bạn biết là lúc đó là bạn đang bị ảnh hưởng của các dây thần kinh ở răng làm cho não bạn bị đau. Còn cái điều thứ hai nữa, bạn cứ uống những cái đồ mát và ăn những cái đồ mát nhiều, nó sẽ giảm cái tình trạng tăng thân nhiệt, các dây thần kinh không có bị đau nữa. Hoan hỷ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở trong cái video
những cái clip mà Thanh Đồng post đó, có cái bạn đó, bạn comment, bạn chửi như thế này. Thanh Đồng không có biết là bạn ấy nói ai, tại vì nói không có chủ ngữ, vị ngữ và cũng không có gửi đến. Nhưng mà comment trên những cái video của Thanh Đồng chắc là gửi đến Thanh Đồng. Bạn ấy comment là u mê cuồng tín, lừa đảo người dân không có học, đem đạo phát ra dẻ lừa đảo, đem đạo Phật để ra lừa đảo. Bạn viết không có dấu cho nên là Thanh Đồng đọc không có nhanh được, quý vị thông cảm. Đọc nguyên văn lại là gì nào? U mê cuồng tín, lừa đảo người dân không có học, đem đạo Phật ra để lừa đảo. Thanh Đồng không có biết là bạn nói về ai, nhưng nếu như mà bạn nói về Thanh Đồng thì Thanh Đồng xin phép tác ý sám hối vì làm cho bạn hiểu nhầm. Cái thứ nhất á, là Thanh Đồng có đi học và được đi học, và Thanh Đồng cũng khẳng định là mình cũng có dân trí, tri thức cũng rất là cao. Cái thứ hai nữa là Thanh Đồng không có u mê cuồng tín và cũng không có lừa đảo người dân, cũng không có lừa gạt ai. Và tác ý sám hối những cái lời bạn nói. Nếu như mà bạn nói về Thanh Đồng thì Thanh Đồng xin lỗi là bạn hiểu nhầm và bạn nói không có đúng về em. Nam Mô Phật. Còn để mà dẫn chứng, để mà chứng minh thì Thanh Đồng có rất là nhiều dẫn chứng để phải chứng minh cho bạn biết. Còn ở đây thì Thanh Đồng xin dành thời gian, cái lời nói của Thanh Đồng dành cho những cái câu vấn đáp mà các bạn khác đang cần và đang đợi Thanh Đồng rất nhiều. Tại vì bạn biết, Thanh Đồng biết rõ một điều là thời gian đối với tất cả chúng ta vô cùng quý giá. Cái hơi thở của em, cái lời nói của em rất trân trọng và tôn trọng nó. Thật sự ra đôi khi cái làn hơi của em chỉ muốn dành cho, giải đáp cho quý vị, để cho quý vị khi mà thí dụ như sau này em không có còn nữa, em không có còn thời gian nữa, hoặc là em không có lên đây nữa, hoặc có thể là mạng sống của em đến duyên cuộc đời hết. Em đi theo cái làn duyên nghiệp ở cái kiếp tái sinh thì quý vị cũng có đã được em trợ duyên rất là nhiều. Em không có muốn dành cái hơi sức của em giải thích cho những người hiểu nhầm mình, và em cũng chỉ muốn xin lỗi họ vì để là cho họ hiểu nhầm, và bấy nhiêu đó thôi. Và em tin rằng một ngày nào đó họ sẽ hiểu ra. Nam Mô Phật. Cô Trung Dung á, cô Lữ Dung, cô có hỏi như thế này nè. Cô có tâm sự là đang chuẩn bị ẩn tu một thời gian, đến lúc chín mùi quan trọng đường tu đạo của mình rồi. Cảm ơn Thanh Đồng, nhờ sự trợ duyên chỉ dẫn của Thanh Đồng mới đi đúng đường. A Di Đà Phật. Thật ra là nói về cái vụ ẩn tu, Thanh Đồng sẵn nói cho quý vị nghe luôn. Chúng ta ẩn tu trong những cái giai đoạn chúng ta nhập thiền và chúng ta cần sự thanh tịnh nhất định. Chúng ta không tiếp xúc với những cái uế trược, những cái triền cái để tạo nên những cái sân, si, tham, ái, ố, dục và hận. Thật ra để mà triệt tiêu được năm triền cái rất là khó. Còn hết thời gian ẩn tu không có phải là mình đi mình nên hoài. Nếu như mà mình đi mình nên, mình ẩn tu kiếp sau mình hay bị buồn bất chợt lắm á. Sự khi nào mình ẩn tu, mình phải ẩn tu cho trang tịnh. Còn hết cái thời đoạn ẩn tu, mình phải bước ra cuộc đời để làm gì? Làm phước. Mình phải tích đức, mình phải tích phước, mình phải có góp công đổ giọt mồ hôi làm cho cái mặt đường người ta đi thêm bằng phẳng. Mình phải dạy cho những đứa trẻ, những đứa nhỏ có những cái tri thức, những cái hiểu biết, những cái học tập trong cuộc sống. Mình phải góp phần nâng cao dân trí. Mình góp phần nhiều không được thì mình góp phần nhỏ. Mình lâu lâu á, mình mua những cái gạo, những cái bánh mì mình cho người ta, mình an tâm cho những người nghèo, người ta không có bị đói. Mình đến những cái cơ sở hút thuốc bắc thuốc nam miễn phí, mình chặt thuốc, mình phân thuốc tiếp người ta, cho những người bệnh được an tâm, được nhẹ thân, được khỏe thân. Mình đến những cái cơ sở bệnh viện nấu cơm từ thiện, cho cơm từ thiện, mình cũng thí sức mình tiếp người ta. Và lâu lâu mình cũng phải đến những cái nơi đông đại chúng tu tập, hòa vào nhịp tu tập, tắm trong dòng sông Pháp, sám hối cùng với người ta. Để làm gì? Để tích những cái phước duyên thiệt là lớn. Và chính những cái phước duyên thiệt là lớn đó, nó giúp cho mình vượt qua những cái rào cản, những cái khó khăn và những cái loạn tưởng trong khi mình nhập định, trong khi mình ẩn tu. Mô Phật. Những cái trường hợp mà không ăn mặn được, thật ra không ăn mặn được nó rơi vào 3 trường hợp đó nghe quý vị. Không ăn mặn được nó rơi vào 3 trường hợp. 3 trường hợp rất là lớn luôn. Cái trường hợp thứ nhất á, là phần linh căn của mình từ nơi thượng giới về, người ta không muốn cho cái xác người ta bị uế trược, nhưng mà về đời á, từ từ người ta hiểu ra, người ta cũng cho quý vị ăn. Nhưng mà thời gian đầu người ta hành xác quý vị dữ dội lắm, người ta chỉ cho quý vị là ăn bông trang với uống nước dừa, mà dừa không được chạm đất nữa, chỉ ở trên cây thôi, hoặc là uống nước lọc, nước suối, nước mưa,
rất là thanh tịnh và thuần khiết. Nhưng mà trải qua bẩn qua một cái thời gian, người ta về đời, người ta học đời, người ta biết trần gian ra như thế nào, rồi người ta vẫn cho quý vị ăn bình thường, có khi ăn mặn cũng bình thường luôn. À, đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, không ăn mặn được là do phần điển tổ của mình không có muốn cho cái xác của con ăn mặn để mắc nợ oan gia nợ máu với chúng sanh. Có phải bắt con ăn chay, tại vì ăn chay giúp ích cho mình nhiều lắm. Cái thứ nhất là không nhiễm những cái điện từ trường, những cái tâm tư xấu của những cái loài mặn. Cái thứ hai là thân nó nhẹ, ăn chay thân rất nhẹ, thân nhẹ tâm sẽ nhẹ. Ha, cái nhẹ ở đây có nghĩa là bay bổng nhẹ nhàng, không có bị chì, không có bị nặng. Nhưng có những trường hợp ăn chay nhưng mà chỉ ăn rau ăn cỏ thôi, chỉ ăn rau ăn cỏ thôi, không ăn được những cái khác, kể cả cơm cũng không ăn được. Thường những người mà bị căng hành mà ăn mặn không được á, ăn mặn không được mà chỉ ăn chay thôi, là người ta ăn cơm với muối, ăn cháo trắng với muối hoặc là ăn cơm với muối, người ta ăn được. Người ta uống nước dừa, người ta uống nước trắng được. Còn những cái trường hợp chỉ ăn rau ăn cỏ thôi, cái đó là quý vị bị những cái loài xương sống nằm ngang về nó nhập. À, có những loài nhập về mình, cái xương sống nó nằm ngang, thành ra nó chỉ ăn rau ăn cỏ thôi. Cho nên bẩn đi một ngày nào đó mình không ăn được một cái gì hết, mình chỉ ăn rau ăn cỏ thôi, cẩn thận. Mình phải tạo phước, mình phải sám hối, mình phải phóng sanh, mình phải tu rất nhiều. Tại vì cái nghiệp của mình mà bị cái loài xương sống nằm ngang nó về nó nhập rồi là rất nặng, rất khó chữa, nghiệp rất sâu dày, và có thể mình sẽ trượt dài trên thảm cảnh điên loạn, xong đọa về bàn xanh luôn. Trong quá trình, cái quá trình mà quý vị tu thiền, quý vị nhớ kỹ cho Thanh Đồng, tập cho đúng những gì Thanh Đồng hướng dẫn. Quý vị tập sai một bước nhỏ thôi, quý vị loạn tâm liền. Nhớ cho kỹ nha, hướng dẫn ngồi thiền Thanh Đồng 364, nghe cho kỹ cái video đó. Pháp trị đau nhức hành thân do âm bám sát, ai đang bị đau, ai đang bị hành căn hành sát, nghe cho kỹ video đó. Nghe từng chữ từng câu, làm theo hướng dẫn. Ví dụ như ngồi sao, hơi thở sao, thân sao, tâm sao, tâm đặt ở đâu, ngồi ra như thế nào, thời gian nào, thời điểm nào, bao nhiêu lâu, bao nhiêu phút, phải đúng kỹ thuật. Nam mô Phật. Thanh Đồng rất là mong góp một cái chút hơi tàn sức mọn, những cái điều nhỏ bé vào trong những cái gợi ý lan tỏa đến cho tất cả quý vị có những cái nhìn đúng đắn về đời, về đạo, hiểu biết về tâm linh và cả trong cái quá trình tu tập, công pháp và kỹ thuật tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, Chư Thánh Tổ Thầy, Thánh Cô Tiên Cô, Tổ Cô Từ Bi Che Chở, gia hộ cho tất cả chúng con.